Bốn đại lâu lượng nữ của màn ảnh Hoa ngữ gồm Địch Đệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử đang cùng nhau tranh giành vai nữ chính của một dự án phim nghiệp vụ. Cụ thể, dự án nghiệp vụ này mang tên Nữ Cảnh Sát Trưởng do đạo diễn Trương Vĩnh Tân, người đứng sau thành công của các bộ phim Niên Đại Thức Tỉnh, Quân Sư Liên Minh, Cẩm Trịch. Theo nhiều nguồn tin, bộ phim sẽ được phát sóng trên CCTV song song với nền tảng Shoku. Trong bộ nữ minh tinh được cho là từng tiếp xúc với nữ cảnh sát trưởng thì dường như Địch Đệ Nhiệt Ba là người có khả năng giành được vai nữ chính cao nhất, bởi cả Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử đều đang bận rộn với những dự án riêng. Chị Lệ Dĩnh mới bắt đầu khai mài cho dự án truyền hình cấp S Sự Phượng Hành. Dương Mịch cũng bận rộn không kém trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sau chấn thương ở mắt, trong khi đó Dương Tử lại vẫn đang ghi hình cho trường tương tư. Địch Đệ Nhiệt Ba dường như lại đang dành thời gian tiếp xúc với những dự án mới, một trong số đó được cho nữ cảnh sát trưởng. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng cho rằng Nữ Cảnh Sát Trưởng không phải là một dự án tiềm năng. Mặc dù là thể loại phim nghiệp vụ và được chiếu đài, nhưng dường như kịch bản của phim không có nhiều điểm nổi bật và thu hút. Thể loại phim nghiệp vụ cũng là một trong những thể loại đòi hỏi cao đối với diễn viên, nên đây sẽ là thử thách thực sự đối với người sẽ đảm nhận vai chính. Hiện tại, dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng vẫn đang trong quá trình casting diễn viên và được dự kiến sẽ khai mài vào quý 3 năm 2022. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!